Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay đến ngày 12 tháng 8, vùng hội tụ gió từ tầng thấp lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh và do vậy mưa sẽ gia tăng ở trên khu vực Bắc Bộ, có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ sẽ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở vùng đồi núi. Nên nhiệt độ giảm dần với cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Từ ngày 13 tháng 8 trở đi, do hội tụ gió yếu dần nên mưa cũng sẽ có xu hướng giảm và đồng thời nền nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Đối với các tỉnh miền Trung, ngày mai tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đặc biệt là ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 12 tháng 8, nắng nóng giảm dần, mưa xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai 11 tháng 8 phổ biến ít mưa, ngày có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Sang ngày 12, ngày 13 tháng 8, mưa có xu hướng gia tăng trên diện rải rác. Riêng khu vực Nam Bộ thì cục bộ có mưa vừa mưa to. Tuy nhiên, mưa chủ yếu tập trung nhiều về chiều tối và tối, còn ban ngày thì mưa giảm và xen kẽ có nắng với nền nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 cho đến 2 độ. Trên biển, dự báo trong 3 ngày tới trên toàn bộ Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Gió thịnh hành trên các vùng biển này có hướng Tây Nam mạnh khoảng cấp 4, cấp 5. Nhìn chung, tình trạng thời tiết trên biển khá thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải và ngư dân đánh bắt gần và xa bờ. Thưa quý vị, sau 5 ngày nỗ lực, đến 9 giờ ngày 10 tháng 8, tuyến quốc lộ 32 từ huyện Mù Cang Chải, Yên Bái sang huyện Than Uyên, Lai Châu đã tạm thời được thông xe. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái cho biết, sau 5 ngày đêm nỗ lực, đoạn đường trên đã tạm được thông xe. Công ty đã tập trung hầu hết các máy móc, phương tiện cùng 100 công nhân ngày đêm khắc phục sạt lở. Trên 1.000 giọ đá đã được chuyển đến để kè các điểm sạt lở tại km 326+250 và km 326+450, km 326+650. Với tổng khối lượng toàn tuyến bị sạt lở ước đạt 47.100 m khối, trên 89 vị trí sạt lở, hư hỏng 2.500 m, hộ là ăn tôn chăn sóng. Việc tạm thông tuyến quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ 4 sẽ tạo điều kiện cho lực lượng chức năng dễ dàng huy động máy móc, phương tiện tiếp cận với các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, khắc phục hậu quả của mưa lũ, thực hiện công tác cứu trợ và giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 10 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.